ta ngạn. Mấy ngày rồi cậu không về nhà, nhìn te tu tàn tạ quá trời. Tôi nghĩ đừng có tắm nữa, tắm xong á mặc lại đồ vẫn bốc mùi hôi thôi à, phải không? À, nè, tới lượt cậu. Ai nhiều chuyện vậy, thằng chim hả? Sư phụ à. Hả? Quần nhỏ của em lật trái rồi lật phải, lật phải rồi lật trái cũng mấy lần rồi, áo cũng muốn móc rồi. Chứ giờ muốn sao đây? Còn muốn gì nữa? Em cảm thấy chuyện du lịch cùng lắm sau này không đi nữa. Nhưng mà nhà thì chắc chắn phải về. Anh tính giả bận tới bao giờ đây? Lần đầu cùng đi du lịch đã cải banh nóc nhà, lần này tôi mà về tới nhà cũng banh luôn. Nhưng mà anh không về một ngày, em cũng phải ở đây một ngày, cực lắm đó. Được rồi, được rồi, cậu về nhà thay đồ đi. Em có thể về hả? Sau khi tắm rửa thay đồ lập tức về đây. Còn nữa, giúp tôi quan sát tình hình. Được, không thành vấn đề, em thấy được cái gì lập tức báo với anh ngay. Ê, Hân Hân về rồi hả? Ờ, chị dâu. Mau vô đi. Sư phụ của cậu đâu? Anh đang bận. Bận tới vậy sao? Mấy đêm rồi không về nhà? Tụi em đang bận quay mấy cảnh cuối, sắp tới ngày chiếu rồi, thời gian hơi gấp đó. Không biết có thật không? Thôi em về nha. Lượng về tắm rửa thay đồ một chút, rồi em phải quay lại đài liền. Em về nha. Đợi một chút, cậu cứ về tắm rửa trước đi. Tôi đi lấy đồ cho sư phụ cậu, chút cậu mang cho ảnh. Nè Hân Hân, mau ăn cơm đi con. Ờ, cái thằng quỷ cũng biết đường về hả? Về cũng không báo trước. Ông không có chừa phần cơm đâu. Con về tắm rửa, chút nữa phải đi liền. Trời ơi. Ông Đông bà Đông. Ông ngồi đi, ngồi đi. Qua đây. Khang. Ngồi đi. Thật ngại quá làm phiền giờ này. Không cần khách sáo, ngồi đi. Ngồi đi. Sao hả? Tìm tôi có chuyện hả? Khang à. Hả? Anh Gió. Thằng Trung nói khi nào về vậy? Con cũng không biết nữa. Thằng quỷ này đúng là vô dụng. Ai hỏi cái gì cũng chỉ có một câu: Con không biết. Con đi tắm đây. Thiệt tình. Y không biết thằng Trung á, nó đang tránh mặt mình hay là tránh mặt con dâu đây á, không biết nữa. Ồ, chắc là tránh mặt con dâu của bà rồi. Lúc nào cũng trưng cái mặt bánh tráng nhúng nước đó ra vậy hết à. Nói đúng lắm, nó khó ừ lắm á. Tôi đã kêu ông bà dọn ra riêng rồi, vậy mà không chịu nghe lời của tôi, còn nói tôi nhiều chuyện nữa chứ. Thiệt mà đúng có nghiêm trọng dữ vậy. Sao lại không nghiêm trọng chứ? Con dâu mắng bà má chồng vậy à, mà còn bình thường hả? Ông còn nhớ chuyện căn hộ 1907 không? Ủa, cái gì 1907 gì? 1907 đó, hai vợ chồng thằng Kỳ Dương Phương đó. Tôi nhớ rồi. Có phải nhà 1907 có cô con dâu làm cho gia đình rối tung lên không? Sau khi hai bên cãi nhau một trận ha, thì ra riêng luôn, không ở chung với nhau nữa ha. Từ đó về sau, hai vợ chồng họ cùng với con dâu đã không còn cãi nhau nữa rồi. Từ đó về sau, lâu lâu rảnh rỗi còn dẫn ba má chồng đi uống trà nữa đó. Ôi trời. Đó. Cũng như cái câu nói, gặp mặt thì khó sống chung lắm. Bây giờ có người thật, việc thật, hai người còn chưa chịu tin hay sao? Nghĩ lại vụ ra riêng đi. Ê, có cần nghiêm trọng quá vấn đề vậy không? Thì đó. Làm vậy có hơi quá. Để coi à, để suy nghĩ coi. Thì cũng phải có cách để giải quyết chứ. Sư phụ à, hay là anh về nhà coi thử đi. Hành sự với làm người không giống nhau. Bây giờ tôi ở chính giữa, giúp bên nào cũng chết. Nhưng cứ trốn tránh vậy không phải là cách. Ba má anh cũng chỉ muốn chị dâu chịu nhường một bước thôi mà, có phải không? Cậu cũng biết vợ tôi mà, cậu nghĩ có khả thi không? Vậy thì đúng rồi. Nè, đang nói gì đông rã vậy? Đạo diễn, hai người thân nhau giúp tôi khuyên ảnh đi. Sao hả? Bị đồ đề vậy lại à? Cậu ấy chưa lấy vợ hiểu cái gì chứ? Tôi cũng chưa kết hôn, nhưng tôi biết cái gì gọi là tránh được một lúc không tránh được cả đời. Nói thiệt nghe, tôi chưa nghĩ ra cách, cũng không biết phải làm sao nữa. Nè, đừng nói chuyện của tôi nữa. Còn sao rồi? Chuyện đó giải quyết xong cũng tương đối đủ rồi. Nhưng mà tôi muốn tập trung vô mối quan hệ gia đình của bà nữa. Vậy hả? Hay là nói thêm về chuyện sau khi chồng của bà chết đi, khiến cho bà thấy hoang mang, phải sống một mình, được không? Con cái không cảm nhận được sự thay đổi của bà Hoàng, không quan tâm tới bà, kết quả tình trạng của bà càng ngày càng nghiêm trọng.
Đúng đó, con cái lơ là, chủ nợ lúc nào cũng làm phiền, nhưng mà không có một ai quan tâm giúp đỡ hay là quan tâm tới bà, làm bà Hoàng không tìm ra lối thoát luôn. Tốt, cứ theo hướng đó đi. Được. Quan trọng là diễn biến phần sau, coi thái độ con của bà khi mà biết mẹ của mình thay đổi, suốt ngày lo âu bài bạc, để coi họ có dẫn bà đi chữa trị với chăm sóc cho bà hay không. Mình sẽ hướng tới bà có hồi phục và cai cờ bạc được không? Tôi nhớ sếp Đường từng nói, sự quan tâm của gia đình chính là cách điều trị tốt nhất. Đúng, nếu như không có gia đình thì thê thảm rồi. Sự quan tâm của người nhà đúng là quan trọng, nhưng nhiều người có người thân cũng như không, vậy phải tính sao? Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, chúng ta chỉ làm dựa theo từng câu chuyện. Nói cũng đúng, rõ ràng có người có gia đình nhưng lại coi như không có, loại người đó còn thê thảm hơn. Đáng tiếc không phải câu chuyện nào ta cũng có thể quay. Thê thảm không phải là chuyện của cô, trách nhiệm của chúng ta là xây dựng những câu chuyện đời thực. Cô là trợ lý của tôi kêu cô làm gì thì cô cứ làm theo đi. Anh là đạo diễn, anh kêu cái gì thì làm cái đó, có ai dám nói anh sai chứ. Nếu như cô không hài lòng, cô có thể xin chuyển tổ. Mà kệ cô, nó tới đâu rồi? Giáp chế, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi thực sự không hiểu, cô với Summer rất ăn ý mà, sao tự nhiên lại muốn chuyển tổ? Giám chế, tôi xin lỗi, tôi biết yêu cầu chuyển tổ là rất phiền phức, nhưng tôi với ảnh không thể hợp tác được nữa. Cậu ấy đánh giá cao cô cũng ngưỡng mộ cậu ấy mà. Với lại trước giờ hai người hợp tác rất ăn ý. Nè, bộ có vấn đề gì hả? Tôi thừa nhận ảnh là một đạo diễn xuất sắc, tôi cũng học được rất nhiều từ ảnh, nhưng mà tôi không thể hợp tác với một người không cùng quan điểm với mình được. Summer, cậu vô đây chút. Dạ. Ngồi đi. Nè cô à, có chuyện gì từ từ nói, không nhất thiết phải chuyển tổ đâu. Nhân chế, tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Summer, trước giờ cậu với cô May rất ăn ý, cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng nên ngồi xuống từ từ trao đổi, không lý nào không thể giải quyết. Không cần trao đổi nữa, cô ấy chuyển tổ tôi không có ý kiến. Elrita, làm ơn bao chóng đi một trợ lý cho tôi. Giám chế, làm phiền anh tìm một đạo diễn khác cho tôi đi. Hả? Uống trà trước đi nha. Kết quả là dư. Mà chuyện chị nợ tiền người ta, ai nói với em vậy? Sao em lại biết? Di Nhan, con mua rất nhiều nước ép cà chua, giàu vitamin C lắm đó. Cảm ơn nha. Cái sao vậy? Vô nhà ngồi chứ? Đi. Dạ. Chào cô, tôi nhận ra cô là dạ trợ đúng. Lý của thằng Trường ha. Dạ đúng, dạ đúng. Con tên May, bác gái à, con nhận ra bác rồi. Khi thằng Trường làm việc á, rất là nghiêm túc, nó có làm cô sợ không? Thật ra con không còn làm trợ lý của ảnh nữa, con đã xin được chuyển tổ rồi. Chuyển tổ sao? Ừ. Có phải đi theo thằng Trường làm việc vất vả lắm không? Bác gái à, thật ra con không hiểu con người của đạo diễn cho lắm. Con biết ảnh rất là tốt với bác, nhưng mà ảnh thật sự có... Ý cổ nói công việc rất là nhiều, nhưng mà thằng Trường dạo này thường xuyên ra ngoài, ít có mặt ở công ty, cho nên mọi việc đều do May giải quyết. Chắc chắn việc gặp mặt đúng không? Chắc chắn là tại tôi rồi.
Gần đây nó dành nhiều thời gian chăm sóc cho tôi. Có thể bởi như vậy mới để cho cô một mình tự xoay. Chắc chắn là cô phải bận lắm, việc nhiều vậy mà cực cho cô rồi. Thật ra cũng không liên quan, là con muốn theo những đạo diễn khác học hỏi thêm thôi. Tóm lại cũng là tại tôi. Chị phải về rồi, phải tới trung tâm xã hội nữa, ngày khác tới thăm em ha. Được thôi, em tiễn chị. Tạm biệt bác gái. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi cẩn thận nha. Tạm biệt. Dì nhà, sao không cho con nói chứ? Con muốn bác ấy biết đạo diễn đã tìm tới là gì. Tôi không muốn chia rẽ tình cảm hai má con họ. Hai người mới thật sự là má con mà. Đúng, anh tốt với bác ấy là chuyện nên làm, nhưng anh càng nên tốt với dì hơn. Trong lòng của thằng Trường á, chị Dân mới là má của nó. Nó tốt với chị Dân là đúng. Người làm má như tôi đây thật sự là quá tệ rồi. Không giận tôi cũng phải thôi mà. Dì Nhàn à, đó là chuyện trước kia. Bây giờ anh đối xử với dì như vậy là lỗi của anh. Người làm sai trước là tôi mà. Tôi làm gì có tư cách nói với nó chứ. Uống miếng nước nha. Má không biết là con cũng biết khiêu vũ nha. Trước kia có tiếp tục dạy khiêu vũ, quay cả tháng trời nên học được chút thôi mà. Con trai của chị đúng là ngoan, chịu theo chị tới đây khiêu vũ. Trung tâm của chúng ta mà mời được chàng trai trẻ này tới khiêu vũ hoài, vậy thì còn gì bằng. Lần sau tôi cũng muốn chạy với con trai chị. Được thôi, được thôi. Má, uống nước đi. Trường à, con giúp má đăng ký nhiều lớp thú vị như vậy, má bận tối mắt rồi, không rảnh suy nghĩ lung tung đâu. Có con cần cả ngày theo má đâu ha. Gì chứ, bây giờ là con muốn học khiêu vũ, lúc rảnh con tới học cùng má thôi mà. Có cần xua đuổi vậy không? Nếu như con muốn học khiêu vũ á, cũng không cần tới đây. Ở đây toàn ông già bà già không à. Làm gì hả? Má sợ con cao lớn đẹp trai như vậy bị mấy gì đó bắt đi sao? Má lo cho con, suốt ngày đi theo má, bỏ bê chuyện công ty, đổ hết công việc cho người khác làm. Gì chứ? Hồi nãy má có gặp trợ lý của con, cô nói không làm cùng với con nữa. Cô còn nói gì với má không? Không, chỉ nói câu này thôi. Má cũng biết tính của con rồi, con không thích người làm biếng. Con với cổ chỉ là không hợp thôi. Chính tại vì cái tánh này của con mới không hợp được. Chỉ cần con hợp với má là được rồi, người đẹp. Bộ con muốn biến má thành con nít hay là sao vậy? Tới trường cũng có người dắt, đưa tới cửa lớp luôn. Má sợ người ta cười má đó. Vậy cô cưng có thích học khiêu vũ không, Vân Vân? Hồi trước má từng hỏi con như vậy mà. Con có muốn học bơi lội hay không Trường Trường? Còn nhớ chứ. Về tới nhà rồi. Má khiêu vũ cả ngày cũng mệt lắm rồi. Chút nữa để con xuống bếp, đừng có giành với con nha. Hết ở lớp rồi tới ở chợ, hết ở chợ rồi tới về nhà, còn ai dám giành với con nữa chứ. Thiệt tình. Đúng rồi, sao má đấu lại con được chứ. Nè, mau thay đồ đi, bếp đút cái để con. Được rồi. Chuyển tổ nghiêm trọng vậy sao? Đúng vậy. Bộ em bày tỏ với Summer bị từ chối hả? Nhìn vẻ mặt của em chắc bị từ chối rồi. Sợ sau này gặp nhau thấy ngại cho nên mới xin chuyển chứ gì. Chị nói cái gì vậy? Mình thân nhau như vậy tôi hiểu mà. Đừng giả bộ nữa. Chuyện nam nữ yêu nhau tôi biết hết đó. Em nói cho chị nghe, em sẽ không thích người có vấn đề về nhân cách. Là người có vấn đề về nhân cách sao? Summer là người đào hoa trong truyền thuyết mà. Không thể nào có vấn đề được. Anh có đào hoa hay không em không biết. Em chỉ biết ảnh không chịu nhận má ruột của mình. Người bất hiếu như vậy không tốt chút nào. Nè, con nấu được không đó? Má đừng có làm phiền con, thì con nấu được thôi. Được rồi, đầu bếp. Chà, thì ra thân thế của Summer ly kỳ như vậy hả? Chị đừng có đi nói lung tung nha. Tại em cảm thấy rất bức xúc, muốn giải tỏa nên mới kể cho chị nghe thôi. Biết rồi, tôi biết giữ bí mật mà.
Nhưng mà tôi nghĩ tuổi thơ của ảnh chắc chắn không được vui, cho nên mới giận má ảnh như vậy. Nhưng bây giờ dì Nhàn cũng cố gắng bù đắp rồi, với tại ảnh không có công nhận, có phải vô tình lắm không? Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. Nè, dù sao ảnh cũng rất thương, rất quan tâm tới má nuôi mà. Ôi, loại người này em không thể hiểu được. Nè, anh đi. Có trứng gà, có hành tây. Những mục lục anh chị mới vừa nhập có thể thay đổi kiểu chữ hay là độ đậm nhạt. Bây giờ mình nghỉ giải lao 15 phút nha. Alo. Sao hả người đẹp, nghỉ giải lao hả? Đúng vậy. Suốt ngày kêu má gọi điện cho con, có phiền con làm gì không vậy? Má không gọi cho con mới nhớ má, tới bỏ bê công việc thì có. Nè, má gọi điện cho con rồi, con tập trung làm việc đi ha. Được rồi, khi nào học xong gọi cho con nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè, chồng chị gọi hả? Hay là con trai? Có phải cái người hay ta rước chị không? Đúng vậy, là nó đó. Ôi trời ơi, con trai của chị ngoan ghê á. Vừa gọi điện hỏi thăm, vừa tới rước chị về nữa. Nó ngoan lắm. Thành công nhất của phụ nữ là có con ngoan, nếu không thê thảm rồi. Nè, chị có mấy đứa con vậy? Một đứa con trai, một đứa con gái. Cũng giống tôi. Con trai lớn hay con gái lớn? Con gái là đứa lớn. Con trai là bảo bối rồi. Đúng vậy. Tôi nhớ ra có chuyện cần làm, tôi về trước nha. Làm phiền chị giúp tôi xin phép cô giáo ha. Ủa sao về sớm vậy? Ở lại chút mình đi ăn luôn. Má. 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 Tại sao tụi con đều có mặt ở đây? Má, ngày thường má nấu cơm cho tụi con ăn rồi, tối nay tới lượt tụi con nấu cơm cho má ăn. Đúng đó bác gái, bác ngồi đợi đi, sắp được ăn rồi. Mau lên đi. Trường à, có phải thật không vậy? Có phải má đang nằm mơ không vậy con? Đương nhiên má không phải nằm mơ rồi, toàn bộ đều là thật. Thằng Thông với Mandy đều nhớ mà. Nè, ngồi xuống đi. Đợi ăn cơm nha. Má không cần làm gì đâu, ngồi đó đợi ăn đi. Đây, con muốn chén canh cho má nè. Toàn bộ là những món má thích ăn nhất đó. Nè, con có món thịt heo xào củ sắn nữa nè. Bác ghé ăn miếng gà đi, con cũng có phần nấu đó. Con cũng ăn đi con, ăn nhiều một chút ha. Má uống canh đi. Cả nhà mình lâu rồi không ngồi chung ăn cơm với nhau đó. Đâu có, sau này ngày nào cũng ăn. Má muốn làm biếng không nấu cũng khó đó. Đúng đó, sau này tối nào con cũng sẽ về ăn cơm.
ăn cơm. Em hiểu lầm rồi, em nghe anh nói trước đi. Em sẽ không tha thứ cho anh, suốt đời này cũng không tha thứ cho anh đâu. Cắt, hoàn thành rồi. Johnny đúng là nổi tiếng ha, già trẻ lớn bé đều thích ảnh hết rồi. Không phải giỡn chứ, nghe tới Trung Niên cũng thích nữa. Bây giờ đó mấy bà nội trợ thích mấy kiểu người này lắm. Chút nữa tôi cũng phải xin chữ ký của Johnny mới được đó. Không phải chứ, giúp vợ cậu xin thì có. Liên quan gì tới anh? Johnny. Sao hả? Cũng muốn lấy chữ ký hả? Johnny. Nhìn kìa. Johnny. Cậu nói cho cậu biết tôi làm việc ở đây à? Hình như em có nói đó. Dậu máy đi. Em tới tìm anh hả? Em không tới đây sao gặp được anh chứ? Anh bận việc lắm đừng mà. Đừng có nói bận nữa mà. Em cũng thấy rồi đó. Anh gạt em làm gì chứ? Mấy đêm rồi anh không về nhà, đêm nào cũng ngủ ở công ty làm gì hả? Anh nói đi, anh muốn tránh em tới khi nào đây? Có thật là anh bận tới nỗi không về nhà được không? Trong lòng anh rõ nhất mà. Bà xã à, anh không muốn về nhà để thấy cảnh cãi nhau. Muốn cãi thì phải cãi thôi, liên quan gì tới chuyện về hay không. Em không muốn nói chuyện này nữa. Hôm nay mấy giờ anh về? Quay một cảnh nữa là xong. Nếu như không có chuyện của Hân Hân, em cũng không tới tận đây bắt anh về nhà đâu. Ê chà, chút nữa thì anh quên rồi. Anh có đi hay không? Đi, chút nữa anh về nhà thay quần áo xong qua đó ngay. Đừng tới trễ đó. Ừ. Thì ra Hân Hân thích học khoa học hả? Đề tài đó còn lấy được điểm A. Hân Hân thích môn này lâu lắm rồi. Kỳ học này nó đã rất cố gắng để đạt được kết quả như hôm nay. Vậy mà anh còn la nó, kêu nó chỉ biết làm đề tài không chịu về nhà. À, đúng là trước đây phản ứng của anh hơi quá một chút. Nhưng hai tuần anh không gặp má con em, anh thấy nhớ kinh khủng á. Vậy sao? Nếu anh nói nhớ, sao còn học người ta bỏ nhà ra đi chứ? Anh muốn mọi người có thể làm hòa với nhau, mỗi người nhường nhau một chút. Suốt ngày nói bình tĩnh, anh có biết bây giờ trong nhà yên tĩnh lắm không? Anh về nhà còn có chuyện để nói, nhưng mà anh không về em cũng không có gì để nói, còn tệ hơn nữa. Anh biết em cực khổ, nhưng anh mà về nhà lại loạn lên cho coi. Nếu anh còn như vậy, sau này em với anh không có gì để nói. Không lẽ anh muốn vợ chồng mình lục đục sao? Em đừng có như vậy, anh muốn làm chồng em suốt đời mà. Có điều mình vẫn là con cái của ba mẹ, cứ để anh từ từ giải quyết đi. Em biết, đàn ông mấy anh khi đối diện với vấn đề chỉ biết trốn tránh thôi. Nè, mỗi người nhường một bước. Hôm nay em tới tìm anh là em đã nhường rồi. Còn anh tính sao đây? À, vậy thì anh nhường 2 bước, nhường 3 bước. Về nhà hỏi ba má cùng nhau nhường thêm mấy bước nữa. Nói được thì làm được đó. À, bây giờ em hãy uống hết ly này đi. Nè, hay là tối nay về nhà cùng ăn cơm với má đi. Ừ. Để anh gọi cho má, kêu má nấu mấy món mà em với Hân Hân thích ăn. Sau đó thì đón Hân Hân tan học, ba người cùng nhau về nhà ăn cơm. Em đã rồi, anh còn hỏi nữa. Lúc nãy em là nói về nhà ăn cơm. Em chưa có là cùng đón Hân Hân về nhà mà. Ừ, là tất cả rồi đó. Toàn bộ hả? Đúng đó. Toàn bộ là tốt rồi. Hai vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành cũng coi như là bình thường đi ha. Nhưng mà cái vụ vừa gọi tới là ra lệnh cho ba má chồng, đòi hỏi món này món nọ là không có được rồi. Cũng hết cách rồi. Không lẽ nó nói rồi mà mình không làm? Nè, vấn đề tụi nó bây giờ là cứ thích ra lệnh cho người già thôi. Ây da. Ủa, bà xã, chuyện gì vậy? Không sao, chỉ bị cắt trúng tay thôi. Trời ơi, sao bà bất cẩn quá vậy? Nè, mau tìm băng cá nhân băng lại đi, nếu không sẽ bị nhiễm khuẩn đó. Đừng có mà coi thường nha, không có được nè, đâu. Nè, qua đó đây, băng bó lại đi bà. Hả, băng nó lại đi. Ê, người ta chỉ biết lấy lòng vợ. Má của mình á, nấu nướng thì bị thương cũng không quan tâm. Thiệt đúng là. Do tôi hậu đậu thôi mà. Lần trước tôi kêu ra riêng đi, hai người lại không chịu nghe lời tôi. Ông Hà ơi, chưa tới mức nghiêm trọng vậy mà. Vậy à, còn chưa nghiêm trọng hay sao hả? Con dâu cãi lời ba má chồng, còn kêu không nghiêm trọng.
Ông đúng là, tôi nói rồi, vợ chồng nó là nhất, hai người chỉ là kẻ bám đuôi thôi, lúc nào cũng phải nhìn mặt của nó mà sống. Tôi nói hai người không chịu nghe lời của tôi cũng sẽ có ngày đó, không có được cái gì đâu. Chuyện ông nói chúng tôi đều biết hết, không lẽ phải ra ở riêng thiệt sao? Bây giờ ai nhìn sắc mặt ai đây? Ờ? Sao ba má thích làm quá lên vậy? Anh nghe rồi đó, người ta đòi ra riêng kìa. Ôi trời ơi, ba má đâu có nói là ra riêng đâu. Thì đó, con nghe lộn rồi, con làm dữ với người ta. Thì đó, nghe lộn thôi mà. Em đứng ngay tại đây mà còn nghe lộn được sao? Nè, đều là người ở trong nhà, có chuyện gì từ từ nói, từ từ giải quyết đi ha. Mọi người ngồi xuống là được rồi, tôi tới giờ nấu cơm rồi. Nè, tôi phải đi nấu cơm đây ha. Con phải nói cũng không được hả? Có chuyện nhỏ xíu cũng làm ồn lên hả? Ôi trời, coi ai nói kìa, tự mình sai mà đi nói người ta nữa. Mỗi người nói ít vài câu đi. Là họ đã cố tình gây trước mà. Bây giờ con muốn sao đây? Con là vợ của ảnh, cho dù ra riêng thì ảnh cũng sẽ sống với con. Thật ơi, con dâu, con đừng có quá đáng vậy mà. Đừng cãi nhau có được không? Dù sao họ cũng đã ghét em rồi, ghét thêm nữa cũng không sao, em không muốn nhịn nữa đâu. Ra riêng thì ra riêng, ai sợ ai chứ. Được thôi. Má à. Hân Hân, con yên tâm đi, con sẽ sống chung với má mà. Ra riêng cái gì chứ? Hỏi ba má anh đi, là do họ nói đó. Thiệt tình. Ông ngoại à, sao ông phá nhà người ta hoài vậy? Vì ông mà họ cãi nhau kìa, họ còn đòi ra riêng nữa đó. Ông có làm gì đâu chứ? Ông còn nói là không có. Ông có biết bây giờ người xung quanh nói sao không? Cái thằng quỷ này, sao có thể đổ oan cho ông ngoại được chứ? Ông thật sự không có làm gì mà. Ông lúc nào cũng vậy hết, làm mà không chịu nhận. Con đừng có nói lớn tiếng, nếu sư phụ của con nghe được á, lúc đó ông có rửa cũng rửa không sạch. Ông còn giả bộ nữa. Lúc con ở trong nhà vệ sinh, rõ ràng con nghe thấy ông kêu bọn họ ra riêng. Còn nói gia đình lầu trên ra riêng sống rất tốt, đúng không? Ông chỉ là đưa ý kiến cho họ tham khảo thôi. Trong lòng họ nghĩ như sao, làm sao ông biết được chứ? Bây giờ chuyện gì cũng đổ cho ông hay sao? Dù sao cũng là ông gây ra chuyện này mà, bây giờ phủi tay xem kịch nữa sao? Gì mà phủi tay xem kịch chứ? Ông chỉ là chỉ cách cho họ giải quyết vấn đề của họ một cách tốt nhất thôi. Nếu con không tin đi hỏi thử ông Đông đi. Ông chỉ nói không ra riêng sẽ không giải quyết được vấn đề, chỉ có như vậy thôi, chứ ông có nói gì lớn lao đâu. Thiệt tình, ông làm con tức chết được. Bây giờ người thêm mắm thêm muối là ông đó. Nè, có phải con uống lộn thuốc không hả? Đã kêu là không có liên quan tới ông rồi, chuyện đó là do họ nghĩ ra thôi mà. Không nói với ông nữa. Được rồi, tới nhà rồi. Con mau đi làm đi con. Cũng có mấy bước thôi mà, con đưa má vô nhà cái đã. Nào. Đã kêu con không cần tới đón má mà. Biết rồi, má nói hoài à. Nhưng mà con thích đón má thì sao hả? Thiệt là. Nè, vô nhà đi, con mấy bước thôi mà. Lâu Thúy Dân, bà tưởng là mình không liên quan hả? Nợ tụi tôi nhiều như vậy, nếu như bà không trả, bà phải trả cho hết. Tôi đâu có biết cậu ở đâu đâu. Không biết, không biết sao còn dám mượn tiền. Nè, người anh nói là người khác, liên quan gì tới tụi tôi? Hai người họ cùng tới Macau thua tiền, có phải không liên quan tới bà không? Vì lúc mượn tiền, có kêu má của tôi ký tên bảo lãnh hay không? Không có đúng không? Đi. Cũng được. Nói tóm lại bà không trả thì bà trả. Tiền má tôi nợ đã trả hết rồi, chuyện này không liên quan gì tới tụi tôi. Anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Mày giỏi lắm, coi chừng tao đó. Má, không cần sợ, vô nhà đi. Anh à, phim này coi hay quá ha. Bữa nào đi coi nữa nha anh. Bà Tám. Nè, anh làm gì vậy? Ôi má của mày đó, lần sau không chỉ còn vậy đâu. Anh à. Bộ cảnh sát, bộ cảnh sát, mình tới bệnh viện đi. Anh à, đau quá đi. Có khi nào để lại sẹo không? Không đâu, không đâu. Có lẽ không sao đâu. Trời ơi, có lộn không vậy? Gây chuyện với Khả Nhi. Thì đó, không biết lần sau có tìm tới mình không nữa. Khả Nhi con sao rồi, có chuyện gì không? Hù chết bác rồi. Má, má có lộn không vậy? Không phải má nói trả hết nợ rồi sao? Má nói thật với tụi con đi, rốt cuộc má nợ bao nhiêu tiền? Không biết lần sau họ có còn tới tìm nữa không? Má đã trả hết nợ rồi mà. Họ tới đây tìm cô Bình không có liên quan tới má đâu. Má, rốt cuộc chuyện cô Bình là sao? Má không biết. Anh à, em đâu có quen cô Bình đâu, sao họ lại gây chuyện với em chứ? Không biết, suốt ngày má chỉ có một câu là không biết, không biết, không biết thôi sao? Mọi người đừng như vậy mà, hồi nãy họ cũng tới đe dọa má rồi. Lần này họ tới gây sự chỉ là thả mấy con cóc thôi, lần sau có khi nào tạt axit không? Anh nói đi, phải làm sao đi? Thì đó, cô Bình đó, nếu tính ra cũng không thân thích gì cho lắm, có phải không má? Nếu như má không theo cổ tới Macau mượn số tiền lớn như vậy á, thì tiền của ba cũng không mất, cũng không liên lụy mọi người như vậy rồi. Nè Mindy, sao chị có thể gặp chung lại nói chứ? Bộ chị nói sai sao? Anh đã làm xong bản kế hoạch, đợi số tiền này để đi đầu tư, bây giờ coi như uổng công rồi.
còn em chút nữa không mua được nhà rồi, phải ra đường để ở đó. Các người còn nói nữa, mọi người có nghĩ tới cảm nhận của má không? Dạ, anh nghĩ tới cảm nhận của mọi người đây. Cái đám người này đầu gấu dữ dằn, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tôi. Anh à, có khi nào họ tìm tới ba má của em không? Mọi người có bị gì không vậy? Mấy người chỉ biết nghĩ cho mình, má nội cũng sợ, cũng áp lực lắm đó. Bây giờ bọn họ tới tìm bọn chị đó, không tự làm bản thân, ai lo cho đây? Không phải lần đó em nói đã giải quyết xong rồi, tụi chị cũng sẽ không có về nhà ăn cơm đâu. Nè, thì đó, bộ tử tôi còn rảnh lắm hả? Là má sai, tôi cũng không quan tâm má là đúng rồi. Má à, sao má lại xin lỗi chứ? Mấy người coi lại mình đi, nói như vậy với má mà coi được hay sao? Nè em nói gì vậy? Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa. Má cờ bạc là má sai, là má không nên cờ bạc. Bây giờ má biết có ích lợi gì? Nè, bây giờ là má đã hại chết tụi con rồi đó. Mấy người đúng là đồ điên mà. Má, bắt kệ họ đi, mình đi. Anh yêu, em đau quá. Không sao đâu, không sao. Má, má muốn ăn cái gì để con nấu cho? Má không muốn ăn. Nhưng suốt ngày nay má chưa ăn gì mà. Đã kêu má không đói rồi. Má sao vậy? Không phải là má thích ăn món này lắm sao? Hôm nay không muốn ăn hả? Má không thấy đói. Có phải má thấy không khỏe không? Đêm qua ngủ không được, má thấy hơi nhức đầu. Hay là chút nữa con đưa má đi bác sĩ nha. Không cần đâu, con phải đi làm mà. Hôm nay không có lịch quay, tới công ty cũng chỉ có mấy việc vặt thôi, tới trễ cũng đâu có sao. Má chỉ hơi nhức đầu thôi, không cần đi khám bác sĩ đâu. Nhức đầu không thể coi nhẹ được. Cứ quyết định vậy đi, ăn xong con đưa má đi khám ha. Mời anh ngồi đợi gọi tên. Cảm ơn. Má, bây giờ má không nhức đầu nữa, hay là không cần đi khám nữa đâu, mình về đi. Dù sao cũng tới đây rồi, cứ khám đi. Lẹ lắm, còn một người nữa là tới. Mời Lưu Thúy Dân. Đó, gọi tới tên rồi kìa. Con ngồi ở đây đợi má nha. Bà Lưu, mời ngồi. Bà Lưu à, người cùng bà tới đây là con nuôi của bà hả? Sao cậu lại biết? Lúc anh tới đăng ký thì đã nói qua tình trạng của bà rồi. Phải nói nữa sao? Phải đó, để hiểu bệnh nhân hơn. Bà Lưu à, gia đình bà còn người nào không? Bác sĩ, tại sao phải hỏi mấy chuyện này? Tôi chỉ khám nhức đầu thôi mà. Bà không cần lo, thật ra chỉ hiểu bà hơn, có ích cho việc chuẩn đoán. Phải rồi, lúc nãy bà nói hơi nhức đầu có phải không? Vậy bắt đầu từ lúc nào vậy? Mấy ngày nay rồi. Có bị mất ngủ không? Cũng có. Thực ra mất ngủ với lại nhức đầu đa số đều có liên quan tới tâm lý. Bà Lưu à, bà có ngại nói cho tôi biết gần đây gia đình của bà đã xảy ra chuyện gì không? Bác sĩ, tại sao lại hỏi tôi mấy chuyện này vậy? Tôi chỉ khám nhức đầu thôi mà. Cậu là bác sĩ tâm lý hả? Tôi không phải là bác sĩ, tôi là chuyên gia tâm lý. Ở đây là trung tâm tư vấn tâm lý. Bà Lưu à, thật ra con nuôi của bà làm vậy là muốn giúp cho bà thôi. Tôi không cần tư vấn gì hết đó. Không cần phải lo lắng, thật ra tư vấn tâm lý của... Đức ơi, má không có muốn nói. Má không có muốn nói ra vì má không muốn vạch áo cho người xem lưng. Má cũng muốn cho người khác biết bây giờ con trai con gái không quan tâm tới má. Người má thương nhất chính là thằng Thông với con Hoa. Má thà để u uất ở trong lòng mình, má thà làm người nghiện bài bạc, cũng sẽ không nói xấu tụi nó nữa hết lời. Bởi vì người mà má thương nhất chính là con Hoa với thằng Thông đó. Ha ha ha.
Alo, sao tan ca sớm vậy? Dạ đúng, mời ông uống trà. Uống trà? Sao khi không lại mời ông uống trà chứ? Cô không mời ông ngoại uống trà được sao? Không phải là không được, mà muốn tới quán đó thì hơi lâu à nghe. Bởi vì tôi có cần phải khiếu nại, sao có thể sống tiếp chứ? Alo, ông ngoại. Ông ngoại à, chút nữa cô lên văn phòng làm việc nói rõ tình hình, sau đó điện biểu mẫu, chúng tôi sẽ giúp cô xử lý. Được rồi, dù sao chút nữa tôi cũng tới văn phòng làm việc, chút nữa tới gặp anh. À, tạm biệt. Nè, ông Hà, có nghe lộn không vậy? Con phần làm thủ tục chi nhà hả? Phải đó, tôi không có nghe lộn đâu. Tôi với ông Trần lầu dưới cũng nghe được mà. À, ông Trần ở lầu 12 hả? Ngoài ông ra còn ai chứ? Ông về quê rồi mà. Ông về lại rồi hả? Đừng nói nhiều nữa mà, mau tới phòng quản lý đi. Nếu như để nó làm chủ bị lỗ là chắc luôn. Cứ mặc kệ nó đi. Trời ơi, sao bà có thể nói mặc kệ nó vậy được chứ? Nếu hai người không có mặt ở đó nghe nó nói, thì nó thích làm cái gì nó sẽ làm cái nấy đó. Nè nè, ông Hà, nghĩ tới nghĩ lui hay là thôi đừng xuống nữa, cũng đâu cần cãi nhau hả? Không lẽ lần trước cãi chưa đủ hay sao? Bây giờ tính sao? Trời ơi, tính sao chứ, ông bà làm gì vậy? Lúc nãy ở trên đó nói rõ rồi mà, xuống đây lại đổi ý. Nếu như mà tới đó rồi, hết đường quay lại luôn à. Nói cũng đúng đó. Trời ơi, hai người đúng thiệt là dây dưa quá đi. Tôi mặc kệ hai người đó, tôi có hẹn với thằng Khang uống trà rồi, tôi đi trước đây. À, cô chú à, à, hai người ở đây làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Sao hai người chưa tới phòng quản lý chia nhà? Con dâu cô tới đó rồi đó. Đúng đó, tôi nhìn thấy cổ rồi đó. Nó tới phòng quản lý, chưa chắc là chia nhà đâu. Lúc tôi đi tuần tra, nghe đâu con dâu của ông nói chắc là phải đi khiếu nại. Chắc là khiếu nại hai người rồi đó. Không lẽ còn phân thích tuyệt tình tới vậy? Bà xã ơi, hay là tới đó coi thử thật hư rằng sao đi. Ủa, ông Dương đi uống trà với cháu ngoại hả? Bác Dương, ông cũng tới uống trà hả? Ngồi đi, ngồi đi, nói chuyện vài câu. Gần đây có khỏe không? Cũng tốt. Nè, tôi nghe nói ông bà Đông xảy ra chuyện, ông ở gần đó có nghe ngóng được gì không? Nói cho tôi nghe coi. Biết chút ít thôi. Ông Trung vừa mới gọi cho tôi, nói là nhìn thấy bà Đông tức giận lôi kéo ông Đông tới phòng quản lý, kêu cái gì mà chia nhà. Tôi nghe không rõ lắm. Kỳ lạ vậy. Hồi nãy họ vừa nói không có đi mà. Phải, anh đang ở đâu? Lớn chuyện rồi. Tốt quá. Trời, sao ba má lại tới đây? Không cần cô giả bộ. Má nói gì vậy? Không ngờ có người cô lại tuyệt tình đến vậy à. Hai người đang nói cái gì vậy? Thái độ tệ vậy sao? Biết cô dữ dằn như vậy thì không có được rồi. Chị nói vậy là sao hả? Trời, còn mắng tôi hả? Cô muốn gì đây? Mà kệ chị ta, ba má mình đi. Đương nhiên cô muốn về nhà rồi. Cô sợ người ta biết cô tệ ra sao mà. Tôi làm gì tệ hả? Cô không nói tiếng nào chạy đến đây đòi chia nhà còn hỏi gì nữa. Đừng đổ quan cho con. Trời có mù cũng nhìn thấy cái này là gì mà. Nói mà. Trả tiền nhà đó. Trời, nó trù tôi bị mù. Nói lý quá mà. Thái độ tệ thiệt chứ. Sao nhiều người quá vậy? Con nói hai người mù khi nào chứ? Đúng là nhiều lý quá mà. Má, ở đây ồn ào quá. Coi vợ cậu gây chuyện kìa. Mù má của con còn bị mù má nữa. Đúng rồi, tôi cũng nghe thấy. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Trời, tôi nghe thấy hay mà. Vợ giúp vợ hơn rồi. Đừng có làm ồn nữa có được không? Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người đừng có nổi nóng nữa mà. Trời ơi, cẩn thận. 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 Trời ơi,